Sư đoàn 31, quân đoàn 3 là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện lực lượng quân nhân dự bị. Trong mùa hè này, dù trên thao trường nắng như đổ lửa, nhưng không làm giảm tinh thần hăng say luyện rèn của cán bộ chiến sĩ đơn vị. Khí thế thi đua, nỗ lực vượt khó đã và đang tôi rèn bản lĩnh của những người lính trên đất võ Bình Định. Tiểu đoàn bộ binh tiến công địch phòng ngự ở địa hình rừng núi là một trong những đề mục khó của cuộc diễn tập bắn đạn thật. Kỹ năng chiến đấu được tôi rèn từ những ngày luyện tập trong nắng gió thao trường đã giúp bộ đội tự tin bước vào thử thách. Chúng tôi quyết tâm, bình tĩnh, tự tin tiêu diệt mục tiêu từ viên đạn đầu tiên. So với các năm trước thì thời tiết nắng nóng hơn nhiều. Phải làm tốt công tác giáo dục quán triệt cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn luôn quan tâm động viên cán bộ chiến sĩ thì trong mọi lúc mọi nơi. Bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, đơn vị đã xây dựng kế hoạch huấn luyện chặt chẽ, sát với tình hình thực tế, chú trọng điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn đội ngũ cán bộ hàng năm và tổ chức biên chế dự bị động viên theo địa bàn. Từ đó, kết quả huấn luyện ngày càng được nâng lên. Trước khi thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dự bị động viên, thì lãnh đạo chỉ huy các cấp đã có nghị quyết, rồi tổ chức sinh hoạt, quán triệt, giáo dục, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ các cấp để làm tốt nhiệm vụ tiếp nhận, ổn định tổ chức biên chế và tổ chức huấn luyện các nội dung theo đúng nội dung kế hoạch, tiến trình biểu đã xác định. Bên cạnh đó, thì cũng lãnh đạo chỉ huy các cấp cũng đã làm tốt công tác về chính sách, về hậu phương đối với các đồng chí tham gia huấn luyện dự bị động viên. Năm 2024, sư đoàn 31 từ sư đoàn khung thường trực trở thành sư đoàn rút gọn có một trung đoàn đủ quân. Để đáp ứng tốt đòi hỏi ngày càng cao của nhiệm vụ, đơn vị đã tập trung nội lực cho công tác bố trí khu vực doanh trại, thao trường, bãi tập, trận địa thực chiến, kho trạm, hậu cần, kỹ thuật cho các cơ quan đơn vị. Chuẩn bị về con người, chuẩn bị về biên chế, chuẩn bị về các cái nội dung bồi dưỡng cho cán bộ chiến sĩ. Bên cạnh đó thì chuẩn bị về cái cơ sở vật chất, nơi ăn ở, doanh cụ, bảo đảm công tác hậu cần, rồi chuẩn bị về công tác huấn luyện. Trong công tác huấn luyện thì chuẩn bị về cơ sở vật chất huấn luyện, thao trường bài tập, giáo án bài giảng, bồi dưỡng cán bộ các cấp và tiến hành tổ chức huấn luyện đồng bộ trên tất cả các nội dung. Trong đó tập trung về cái nội dung xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Thắng mưa vượt nắng, những chàng trai Mình Đồng Ra Sắt vẫn nỗ lực luyện rèn, viết tiếp những chiến công rạng rỡ vẻ vang.